từng cái giai đoạn khác nhau. Có thể khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta cái việc lão hóa nó sẽ xuất hiện ở nhiều cái vấn đề. Đầu tiên là những cái vấn đề liên quan đến màu sắc của da chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta thấy là da nó trở nên chỉnh màu hơn, xuất hiện tất cả những cái nốt tàn nhang đồi mồi hay là cái mụn thịt. Sau đó thì bắt đầu đến cái giai đoạn thứ hai nữa là giai đoạn các collagen nó bắt đầu nó đứt gãy để hình thành những cái nếp nhăn. Thì bắt đầu từ 20 tuổi, tại sao lại qua các giai đoạn như thế da chúng ta nó sẽ bị lão hóa như thế, mọi người sẽ hình dung. 20 tuổi ấy thì chúng ta cái chu kỳ chúng ta da ấy nó cứ 28 đến 32 ngày nó sẽ thay đi một lần, và tất cả nó sẽ có một cái hàng rào bằng đáy này này, nó cứ liên tục nó tăng sinh lên để nó bù lại toàn bộ những cái tổn thương ngay bên trên bề mặt. Nên nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi là nếu như chúng ta đi đốt nốt ruồi, đốt hạt cơm, đốt mụn thịt, nó có để lại sẹo hay không, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tổn thương của chúng ta nó nằm ở đâu trên bề mặt da. Nếu như mà nó nằm ở trên cái màng đáy, nó nằm ở phía trên cái màng này này, thì sau 28 đến 32 ngày toàn bộ tế bào này nó sẽ sinh ra để nó bù lại hết toàn bộ, và trong vòng 28 đến 32 ngày thì da chúng ta nó sẽ trở lại như ban đầu luôn, và lúc nào da chúng ta cũng thấy căng mọng. Nhưng bắt đầu bước sang tuổi 30 cho đến 35 tuổi thì cái chu kỳ của nó không còn là 28 cho đến 30 ngày nữa, mà nó có thể kéo dài lên đến 35 cho đến 40 ngày. Và lúc đấy thì cái quá trình mà nó phát triển nó sẽ chậm hơn rất nhiều cái thời điểm đấy, nhưng mà cái tốc độ nó bắt đầu nó sẽ giảm đi rất nhiều so với ngày xưa. Nên là cái thời gian của chúng ta lúc này nó có thể là kéo dài lên đến tầm khoảng cỡ 40 ngày, lúc đấy nó mới có một cái chu kỳ thay da một lần, và chúng ta chịu lâu hơn so với cái giai đoạn 20 tuổi là 10 ngày. Và tại sao chúng ta lúc nào thấy da chúng ta nó sẽ chỉnh màu, nó nhăn nhó như thế? Đấy là cho cái quá trình cái thời gian da chúng ta. Một số khi mà mọi người đi điều trị mọi người sẽ thấy, đúng không? Thường cái phác đồ mà tất cả các bác sĩ đưa ra người ta hay để là 1 tháng một lần. Đấy là cái phác đồ mà dài nhất có thể, 1 tháng một lần. Bởi vì sau 1 tháng thì các tế bào bắt đầu nó sẽ tăng sinh, nó sẽ phục hồi lại như ban đầu để chúng ta có thể tiếp tục chúng ta điều trị tiếp. Và khi mà bắt đầu đến các giai đoạn khác nhau thì mọi người sẽ thấy là tại sao nó lại xuất hiện các nếp nhăn như thế. Bình thường ở trong cơ thể chúng ta nó sẽ có những cái collagen và cái elastin, nó sẽ đang chéo nhau ở tới như thế này, nó sẽ tạo ra cho chúng ta một hàng rào chống đỡ như thế này, nó sẽ đẩy toàn bộ da chúng ta lên, và lúc đấy da chúng ta có cái độ đàn hồi cực kỳ cao. Tuy nhiên thì bắt đầu khi mà theo thời gian, có thể là do ánh nắng mặt trời, từ yếu tố từ không khí hay là ô nhiễm môi trường, tất cả thứ nó sẽ làm dần dần đứt gãy tất cả collagen này. Và khi các collagen đứt gãy thì nó sẽ tạo ra, nó không còn cái gì để chống đỡ nữa, thì lúc đấy bắt đầu các nếp nhăn nó sẽ xuất hiện. Và đấy chính là cái quá trình lão hóa da chúng ta. Và bây giờ nếu như mà chúng ta, tất cả chúng ta đang cố gắng, cái việc lão hóa chúng ta không thể dừng lại được. Bất kể một ai nó cũng sẽ có cái quá trình đấy, cứ đến cái độ tuổi đấy nó sẽ bắt đầu lão hóa. Chúng ta chỉ có cách là giảm, làm chậm lại cái thời gian lão hóa đấy thôi. Và để làm chậm lại cái thời gian lão hóa đấy thì mình sẽ có hai cái phương án cho mọi người. Một là chúng ta bảo vệ da, ngăn chặn những cái tác động từ bên ngoài vào. Cái thứ hai là chúng ta sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng cho da để cho nó trở nên khỏe hơn. Đấy là hai cách. Và phần lớn mình biết là rất nhiều người chúng ta có những cái sản phẩm, mua những cái bộ mỹ phẩm chúng ta dưỡng da rất nhiều tiền, có thể lên đến hàng chục triệu, nhưng lại không dùng kem chống nắng. Mình biết rất nhiều người như thế. Có những người ở quê đi điều trị nám, điều trị tàn nhang nhưng không dùng kem chống nắng, thì gần như cái hiệu quả của nó sẽ trở về con số 0. Bởi vì cái quan trọng nhất vẫn là cái bảo vệ da. Cái này mình sẽ được luôn luôn ưu tiên hàng đầu. Nếu như mà những ai mà đến đây mà qua chỗ giới tầng 2 ấy, mà mình thăm khám ấy, tất cả những cái phương án được ưu tiên lên hàng đầu đó là kem chống nắng. Nếu như chúng ta không dùng kem chống nắng ấy, tất cả các phương pháp chúng ta chăm sóc nó không, gần như là cái hiệu quả nó cực kỳ kém nếu như chúng ta không bảo vệ được nó. Vì cái tác động chính là do cái ánh nắng mặt trời. Đây mọi người sẽ nhìn thấy bản chất của cái tế bào sắc tố trên da chúng ta, hay là nám hay là tàn nhang, nó sinh ra để nó đang bảo vệ da chúng ta. Tất cả những cái nám hay là tàn nhang nó đang sinh ra để nó bảo vệ cho da chúng ta. Nên mọi người sẽ thấy là tại sao đến mùa hè thì nám nó bắt đầu nó đậm hơn, đúng không ạ? Hay khi sau khi mà mọi người đi điều trị xong, sau khi mọi người điều trị nám xong, bắt đầu đi biển cái, kiểu gì nó đen sạm hơn. Bởi vì bản chất của cái tế bào sắc tố ấy, nó đang sinh ra để nó tạo ra một cái hàng rào nó bảo vệ da. Và nó đầu tiên nó phủ lên trên bề mặt chúng ta này này, thì chúng ta thấy có những cái dấu hiệu của đồi mồi, những cái nám mảng ngay trên bề mặt, đúng không ạ? Hay là có những trường hợp bắt đầu nó bao bọc toàn bộ các tế bào bình thường chúng ta, để nó ngăn chặn những cái tia UV nó chiếu vào, để nó bọc lại. Và bởi vì cái vấn đề liên quan đến thẩm mỹ nên chúng ta mới phải điều trị cái nám đấy. Tức là khi mà chúng ta điều trị cái nám đấy là chúng ta đang lấy đi cái hàng rào bảo vệ của da đấy. Cái việc mọi người đang điều trị là mọi người đang lấy đi một cái hàng rào bảo vệ của da chúng ta. Và nếu như chúng ta cứ lấy đi hàng rào bảo vệ của da đấy
mà chúng ta không có một cái hàng rào bảo vệ thay thế ấy, thì tự nó sẽ phải tự nó sinh ra. Nên là cái quan trọng nhất khi mà chúng ta điều trị bất kể một cái gì liên quan đến sắc tố, bắt buộc phải có cái hàng rào bảo vệ nhân tạo, đấy là kem chống nắng. Chúng ta phải có cái hàng rào bảo vệ là kem chống nắng thì chúng ta mới được phép lấy đi sắc tố này. Nếu như chúng ta cứ lấy đi sắc tố này mà chúng ta không bảo vệ cho nó thì ngay cơ thể chúng ta nó sẽ có một cái feedback là hàng rào bảo vệ chúng ta đang bị mất, và chúng ta phải tự sinh ra để chúng ta bảo vệ cho chúng ta. Nên mới có cái dấu hiệu là sau khi mọi người đi mà điều trị theo kiểu lăn kim hay peel, sau khi bong ra nó cực kỳ sáng đúng không ạ? Tầm khoảng cỡ 1 đến 2 tuần nó đen quay trở lại cực kỳ nhanh luôn. Đấy là cái dấu hiệu tăng sắc tố sau khi mà chúng ta lấy đi cái sắc tố của nó. Chúng ta đang lấy đi hàng rào bảo vệ của nó thì chắc chắn nó sẽ có cái sự tăng sinh quay trở lại. Thì đấy là cái vấn đề cơ thể, bản chất của cơ thể là như thế. Nên là nhiều khi mà chúng ta thấy là điều trị nám có khỏi hay không, có khỏi được hoàn toàn hay không, chắc chắn là không bao giờ hết. Bởi vì cái tế bào sắc tố nó vẫn nằm ở thế này. Chúng ta chỉ kiểm soát nám thôi, kiểm soát những cái tế bào sắc tố thôi. Tức là chúng ta lấy đi của nó nhưng mà phải bảo vệ hộ cho nó. Và chúng ta chỉ lấy đi được đến một cái ngưỡng nào đấy thôi. Vì nếu như chúng ta thấy là nó đẹp rồi, chúng ta cứ tiếp tục chúng ta lấy tiếp. Nên mới có cái dấu hiệu là nếu như chúng ta điều trị liên tục, chúng ta điều trị xong thấy nó sáng đúng không ạ? Và tiếp tục chúng ta bắn tiếp thì nó sẽ dẫn đến một vấn đề là ức chế tế bào này. Và lúc đấy cái việc mà nó sinh ra sắc tố nó sẽ dừng lại. Và chúng ta sẽ thấy có những cái chấm chấm bắt đầu trắng lên được vì thế. Bởi vì cái tế bào này nó đang bị ức chế. Thì lúc đấy chúng ta sẽ phải dừng lại. Tất cả những ai mà đến đây mà mình thấy có dấu hiệu mà hơi trắng trên bề mặt là mình dừng toàn bộ laser lại. Nhưng mà để mà dừng đột ngột thì cũng không được. Nên là nó sẽ phải, nếu như mình dừng đột ngột ấy, nó sẽ có một cái phản ứng feedback. Nên là phải dừng từ từ. Lúc đấy cho nó thích ứng của trên da chúng ta. Nếu như bắt đầu có dấu hiệu trên bề mặt da, nhiều khi mọi người nhìn ở trên bề mặt thì không thấy, nhưng mà mình giờ kia có cái đèn cốt lát nữa ở trong phòng đầu kia, cuối cái buổi chia sẻ này, nếu như ai có nhu cầu mình có thể là soi da trực tiếp cho mọi người để mọi người có thể biết được là cái tình trạng sắc tố trên da nó như thế nào. Và phải khi chúng ta có cái ánh sáng đấy thì chúng ta mới nhận biết được cái tế bào sắc tố ở dưới da nó như thế nào. Đấy là cái mà khi mà chúng ta đi điều trị nám hay là điều trị bất kể một cái gì liên quan đến sắc tố, chúng ta phải có cái hàng rào để chúng ta bảo vệ da.